Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm canh tí, ngày này là ngày mậu tí, tháng ất dậu năm canh tí và hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỷ, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa ngày mậu tý tức can khắc với chi có nghĩa là thổ khắc với thủy và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé về nạp âm tích lịch hỏa kỳ tuổi nhâm ngọ giáp ngọ ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa luận ngày tý lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục xung với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tụy tỷ các bạn nhé về các sao tốt xấu trong ngày sao tốt trong ngày gồm có sao thiên quan tốt mọi việc sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát đoạn. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao thiên lại, xấu mọi việc, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, Cầu tài lộc sao lục bất thành xấu đối với xây dựng sao hà khôi hay còn gọi là sao cầu giao xấu mọi việc nhất là khởi công động thổ xây dựng nhà cửa sao Vãng vong hay còn gọi là sao thổ kỵ kỵ xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc khởi công động thổ các bạn nhé về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính bắc và tiếp theo, mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Mời các bạn đốn xem chi tiết nội dung nhé. Đầu tiên, mời các bạn đốn xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý dường như bạn đang được tiếp thêm cái nguồn năng lượng từ chính ấn mang tới cho bạn tuy nhiên với bạn tuổi Tý bạn đừng có sử dụng chúng một cách quá hao tốn và khiến cho bản thân của bạn lại kiệt sức vào cuối ngày đối với bạn tuổi Tý nhé và bạn tuổi Tý bạn nên cho mình một cái nhịp bước đều đặn để ổn định thì tốt hơn bạn tuổi Tý nhá trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tí, á, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi tí có khá nhiều cái vấn đề cần phải quan tâm. Việc trước thiên mà và bạn tuổi tí cần phải điều chỉnh đó là không nên thức quá khuya và không được bỏ bữa. Cái việc này không hề có tác dụng cho việc bạn giảm cân hay là tăng sức khỏe cho mình đau đó, đó bạn tuổi tí nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tí, không nên xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải xuất hành đi xa, thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc. Hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn cái được cái sự cố, được cái sự may mắn và hạn chế những cái rủi ro nhé. Bởi bạn tuổi tí trong ngày này cũng đang có cái điểm báo xuất hành không thuận lợi, có cái sự va chạm, rối rắm, tranh chấp cải cọ và nhất là có thể tai nạn bất ngờ có thể xảy ra nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, gặp người không uy tín không nên hợp tác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy nên tránh xa những rắc rối. Tử vi tuổi mậu Tý thuộc Hỏa có khó khăn không tránh khỏi. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ đừng làm phiền người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc bạn nên có chứng kiến riêng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ về tuổi Sửu thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tí Sửu nhị hợp, cho nên với bạn tuổi Sửu, bạn đang cảm thấy rất chi là tự tin hơn trong cái việc kết nối cái mối quan hệ, các cơ hội mới cho mình nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn có thể chọn ngày hôm nay để được nạp năng lượng sau mỗi chuỗi ngày làm việc bận rộn, nhờ thế mà bạn tự xỉu sớm lấy lại được tinh thần và sức khỏe cho mình nữa rồi. Được. Tài chính của bạn tự xỉu trong ngày này được ổn định nhờ có chính tài chiếu mệnh và bạn tự xỉu, bạn có được cái khoản thu và chi khá chi là cân đối. Cái việc này là nhờ bạn tự xỉu có một cái quá trình dài, bạn duy trì được cách chi tiêu phù hợp mà không quên tiết kiệm tiền để dành một cái khoản nhỏ lúc phòng khó khăn đó bạn tự xỉu nhé. Và trong ngày 12 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi Sửu ngày này bạn lại đang gặp ngày thủy thổ xung khắc cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn tự xỉu lại không được tốt đẹp cho lắm. Bạn e ngại mở lòng mình trong cái chuyện tình cảm. Và bạn tự xỉu bạn đừng có giấu mình trong cái tổ kiến hay là đắm chìm những cái suy nghĩ của bản thân. Bởi vì như thế bạn sẽ không thể nào mở cái tầm nhìn ra được và cũng không thể nào tìm được người mình yêu thương đâu đó bạn tự xỉu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim không nên cứng đầu quá tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy hãy mở lòng tiếp nhận điều mới tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa chớ suy nghĩ cực đoan tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ hãy lắng nghe lòng mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tôn trọng mối quan hệ đang có được về đánh giá của bạn tử sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu. Tử vi tuổi dần thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần, bạn đang gặp tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này khiến cho bạn tuổi dần không cảm thấy thoải mái được đâu nhé. Những công việc của ngày hôm nay với bạn tuổi dần rất có thể khiến cho bạn không có thời gian để làm những cái điều mình muốn, ví như là xem một bộ phim hay hay là tận hưởng những phút giây thoải mái bên người mình yêu thương đối với bạn tuổi dần nhé và bạn tuổi dần bạn đừng có quên rằng mọi thứ diễn ra đều có cái mục đích riêng của chúng và vì thế bạn hãy cố gắng để nắm bắt thay vì quay lưng lại với chúng nhé có những việc trái ý muốn nhưng nếu như bạn thực sự bắt tay vào thực hiện nó lại dẫn bạn tới một cái cơ hội mới đối với bạn tuổi dần nhé và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, bạn đang có cái điểm báo không nên xuất hành đi xa, đang có điểm báo hao tiền mất của phải luồn cúi đi cửa sau có thể phạm phải tù tội đối với những bạn làm ở văn phòng thì hồ sơ giấy tờ cần phải cẩn thận cũng đang có cái sự sai sót nghiệp khó thành không nên ký hợp đồng quan trọng trong ngày bạn tuổi dần nhé Ngày này đối với bạn tuổi dần cũng không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại như là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, trổ cửa hay là làm thủy lợi bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy không nên nói lý lẽ cho người không hiểu nó tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ luôn chuẩn bị cho mình đường lui tử vi tuổi canh dần thuộc mộc đừng chủ quan quá tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim bạn cần phải áp dụng lý thuyết vào thực tế nhé về đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Mão, thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mão dậu cho nên với bạn tuổi mão bạn đang có cái điểm báo dễ trở nên lệch pha với người nào đó mà bạn luôn luôn gần gũi thân thiết đó nhá và bạn tuổi mão bạn thậm chí còn hồ nghi cả những cái ý kiến chọn lựa của chính bản thân mình nữa đoạn trước khi mong đợi người khác trung thành với bản thân mình thì bạn tuổi mão bạn là người đầu tiên cần phải bảo vệ mình trước đã đừng có quên cái điều đó bạn tuổi mão nhé và ngày này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có kíp tài xuất hiện cái điều này làm cho bạn tuổi mão có thể đang có cái cảm giác thiếu an toàn và rất dễ căng thẳng và khiến cho bạn tuổi mão phải thu mình lại nhưng có những người bạn sẽ tìm đến bạn để cùng giải bày tâm sự chia sẻ đây cũng là ngày để cho bạn tuổi mão thức tỉnh lại cái bản năng chia giấu và tập cho mình cái sự hòa đồng đó bạn tuổi mão nhé trong cái ngày 12 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh cái điều này cho thấy bạn mệnh dễ nhận được sự đồng cảm đến từ gia đình và bạn bè của mình và bạn tuổi mão dù bạn bị kẻ tiểu nhân hãm hại bạn cũng không cảm thấy quá lo lắng hay là thất vọng bởi vì bạn tin rằng những người thực sự hiểu mình sẽ luôn ở bên cạnh mình nữa rồi đoạn từ vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, đừng mong ai mang tới cho bạn niềm vui, từ vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn nên tìm lựa chọn riêng cho mình, từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, một số lời khuyên không nên nghe, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, nói lời phải giữ lời, từ vi tuổi Quý Mão thuộc kim, quá mức kiêu ngạo nhá. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn, bạn đang gặp được ngày có ngộ hành tam hợp, thân tí thìn, cho nên bạn tuổi thìn đang có được niềm vui trong đời sống tình cảm của mình. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi thìn, những cái tình cảm, những cái suy nghĩ mà ai đó dành cho bạn sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình vô cùng là đặc biệt. Và bạn tuổi thìn, bạn hãy dành lại cho người ấy những cái lời cảm ơn chân thành nhất có thể nhé. Với bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, cái vận may mang tới với bạn tuổi thìn giúp cho bạn có được cái cảm giác khá chi lạ yên tâm về cái vấn đề tiền bạc nhất là khi bạn đang có được thiên tài giúp sức bạn càng tự tin hơn với những cái việc mình đang làm hay là những cái công việc làm thêm giúp gia tăng thu nhập cho mình cải thiện cái cuộc sống đời sống hiện tại của mình nữa rồi đó bạn tự tin nhé nhưng trong cái ngày 12 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có ngộ hành tương khắc. Cái điều này cho thấy về cái phương diện sức khỏe của bạn lại đang có nhiều cái dấu hiệu không được tốt. Bạn nên học cách chăm sóc cho bản thân mình đúng cách. Đừng có mãi chạy theo những cái mục tiêu về tiền bạc mà quên đi chính bản thân mình mà tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa có những mối quan hệ hài hòa tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ bạn xứng đáng với điều tốt đẹp tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc trách mắng ai đó đâu có ích tử vi tuổi canh thìn thuộc kim đừng tạo nên căng thẳng cho bản thân tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nếu việc không như ý đừng buồn quá nhắc. về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi tốt. Từ vi tuổi tỷ thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi tỷ cho chúng ta thấy là tâm trạng của bạn tuổi tỵ đang có người thân chia chở cho nên trong ngày hôm nay rất chi là tốt và điều này ảnh hưởng tích cực tới các hoạt động của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay vậy thì với bạn tuổi tỵ bạn hãy bắt tay vào giải quyết các công việc đang còn dang dở đồng thời tận hưởng cái cuộc sống theo cách tốt nhất mà bạn có thể có như thế bạn sẽ có thêm thật nhiều động lực cho những ngày tiếp theo để làm việc bạn tuổi tỵ nhé. Nhưng trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ ngày này bạn lại đang gặp ngày thủy họa tương xung cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi tỵ đang vướng vào những cái rắc rối liên quan tới cái chuyện tình cảm và bạn tuổi tỵ bạn trở nên có những cái suy nghĩ bắt cá hai tay hay là vì bạn tích không muốn buông bỏ ai cả và bạn cần phải xem xét lại cái tình cảm của bản thân mình có thể bạn chẳng yêu ai ngoài bản thân mình đó bạn tuổi tỵ nhá ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ vị trí nhân thần nằm ở lòng bàn tay trước ngực và trong lòng ngực vì vậy mà bạn tuổi tỵ bạn không nên tác động châm trích hay là mộ xỉa lên những cái vị trí này nhá về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa xem xét lại vấn đề của chính mình tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ không nên mong đợi quá nhiều tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc có sự cố ngoài ý muốn tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim tìm được niềm vui bên gia đình tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sự nhiệt huyết của bạn lăn lan sang người khác luận về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo giàu, cho nên với bạn tuổi Ngọ bạn đang cảm thấy uể oải, chậm rãi. Tuy nhiên, bạn cần phải vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực này để có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đã được cấp trên giao phó hoặc là những cái kế hoạch đã lập trình từ trước. Và bạn tuổi ngọ, bạn đừng có để cho những cái muộn phiền này làm ảnh hưởng tới cả quá trình của mình bạn tuổi ngọ nhé. Ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ đang có những cái suy nghĩ nặng nề và tốt nhất là bạn tuổi ngọ, bạn nên thoát ra khỏi những cái suy nghĩ luận quẩn này và hướng tới những cái điều tốt đẹp gần gũi và thiết thực hơn trong cái đời sống hiện tại. Bộ coi những gì thuộc về quá khứ ở đằng sau bản tuổi ngọ nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi ngọ, nhân thần nằm ở lòng bàn tay, trước ngực và trong lòng ngực. Vì vậy mà bạn tuổi ngọ không nên làm tổn thương, va chạm, mộ xỉa hay là châm chích ở các vị trí này nhé. Ngày này đối với bạn tuổi ngọ, cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Nếu như bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để hạn chế những cái rủi ro cho mình. Bởi với bạn tuổi ngọa đang có cái điểm báo hao tiền tốn của phải luồn cúi cửa sau có thể dính vào pháp luật nữa đoạn Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc Kim không nên nghĩ gì nói nấy. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc Thủy tôn trọng ý kiến người khác. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc Hỏa hãy tự tin với quyết định của mình. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc Thổ nghe một bản nhạc yêu thích khi buồn. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc Mộc tính khí nóng nảy đượm. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi mùi thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tí mùi tương hại cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi mùi nếu như bạn muốn êm ấm thì hãy lắng nghe cảm xúc của đối phương khi đề cập đến những cái vấn đề của riêng mình đừng có khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi bạn tuổi mùi nhé dường như tâm trạng của bạn tuổi mùi lẫn những người xung quanh ngày hôm nay đều không thực sự được thoải mái, cởi mở giống như là cả hai phía mong đợi cái điều gì đó. Và ngày hôm nay đối với bạn tuổi mùi, ngày này được xem là một ngày may mắn đối với bạn về khía cạnh tiền bạc. Những cái khó khăn từ trước tới nay bạn đã xử lý được hầu hết và có những người có thể có được cái khoản tiền để thanh toán những cái khoản nợ nần, có người còn có thêm cái cơ hội để gia tăng tài sản và đó thực sự là cái tín hiệu đáng mừng cho bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay đó. Tuy nhiên trong ngày 12 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày ngộ hành xung khắc, cái điều này cho thấy công việc của bạn tuổi Mùi cũng đang có chút rắc rối. Tuy nhiên, nó sẽ là nhỏ nếu như bạn tập trung sửa chữa ngay lập tức và nếu như bạn nói ra cho quá nhiều người thì tình hình sẽ phức tạp hơn bạn tưởng đó bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, bạn mong đợi từ người khác quá nhiều. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, hãy yêu thương bản thân mình tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa dễ gặp người khó tính tử vi tuổi tân mùi thuộc thể thổ thổ nhường nhịn người khác nếu cần tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc có thêm nguồn thu nhập đoạn. về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp cái điều này dự báo cho bạn tuổi thân dù bạn có những cái mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm nhưng ngày hôm nay sẽ được hóa giải bạn tuổi thân nhé. Và bạn tuổi thân, nếu như bạn cảm thấy yêu thương ai đó, bạn hãy bày tỏ tình cảm của mình, đừng có giấu mãi kín, sẽ tự đánh mất đi cái cơ hội của bản thân mình. Các cặp đôi muốn ra mắt người thân thì cũng nên chọn ngày hôm nay bạn tuổi thân nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi thân đang có những cái điều khiến cho bạn cảm thấy phiền muộn. Nếu như bạn cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng cho cái việc trả lời một câu hỏi nào đó thì cũng đừng có vội vàng. Bạn hãy cho mình thêm thời gian. Còn nếu như trong trường hợp bất khả kháng, bạn hãy tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ một người nào đó mà bạn cảm thấy phù hợp bạn tuổi thân nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi thân, nếu như gia đình nào có thai phụ thì không nên di chuyển đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, đóng đinh, trổ cửa hay là thay khóa, sơn cửa nhé. Cái việc này sẽ làm ảnh hưởng tới thai thần và ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi nữa đoạn về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy hãy đi xem phim để giải tỏa căng thẳng tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa hãy không ngừng học hỏi tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ không nên chê bai người khác tử vi tuổi canh thân thuộc mộc tin tưởng mới yêu thương thật lòng tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim bạn cũng cần phải nghỉ ngơi đoạn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu bạn đang gặp ngày có ngũ hành tí Dậu tương phá cái điều này khiến cho tâm trạng của bạn mệnh tuổi Dậu luôn trong cái sự bất an vì bạn đang có cái cảm giác ai đó đang cố tình gây ra cái tác động xấu cho cái cuộc sống của mình đó bạn tuổi Dậu nhé thực ra họ không gây ảnh hưởng xấu cho bạn bằng cái việc bạn tự suy nghĩ và gây hại cho chính bản thân mình và bạn thứ dậu bạn cần phải loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu của mình đi bạn thứ dậu nhé trong ngày thứ hai này đối với bạn thứ dậu bạn cũng đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh cái điều này dự báo cho bạn tuổi dậu sẽ có một ngày làm việc hiệu quả với vô khối những cái dự án thành công với bạn tuy nhiên càng về cuối ngày cái nhịp bức của bạn lại càng chậm lại vì cái lý do bạn đã bắt đầu mệt mỏi rồi được. vậy thì cuối ngày với bạn tự dậu bạn hãy để cho bản thân của mình được nạp lại năng lượng trong cái sự tĩnh lặng và thoải mái nhiều nhất có thể để ngày hôm sau có được năng lượng làm việc tốt hơn bạn tự dậu nhé trong ngày 12 tháng 10 năm 2020 dương lịch này với bạn tuổi Dậu bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh chu kim vượng cái điều này dự báo sức khỏe của bạn mệnh tuổi Dậu được cải thiện đáng kể đối với những ai đang bị ốm thì sẽ hồi phục nhanh chóng ngoài ra bạn tuổi Dậu bạn cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi thường xuyên không nên làm việc quá lao lực bạn tuổi Dậu nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy kiến thức sẽ giúp cho bạn tỏa sáng tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa hãy tìm hiểu nhiều hơn về điều bạn tò mò tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ giữ tinh thần tích cực tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc hãy chia sẻ chân thành tử vi tuổi quý dậu thuộc kim nhờ người khác giúp đỡ nếu cần nhé về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Tử vi tuổi tuất thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi Tuất đang có được những cái thuận lợi trong cái việc đầu tư hoặc là có cái nguồn thu từ nghề tay trái có thể là trúng thưởng phát tài nhanh chóng bằng cách tham gia những cái trò chơi may rủi nữa đối với bạn bạn tuổi Tuất nhé nhưng có vẻ tiền bạc từ cái nguồn thu này không ổn định cho lắm và bạn tử tuất bạn chớ nên phụ thuộc vào nó quá nhiều mà lại bỏ hết những cái công việc khác cái điều này có thể làm cho bạn cháy túi lúc nào không hay đó bạn tử tuất nhé trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tuất bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi tuất lại không được tốt cho lắm sức khỏe đang có cái dấu hiệu giảm sút và nếu như bạn tuổi tuất đã lâu bộ bê cái lịch trình tập luyện thể dục thể thao thì bà đã đến lúc bạn khởi động lại rồi được. Cái việc bạn nghỉ ngơi quá lâu chỉ khiến cho cơ thể của bạn đình trệ và ngày càng thiếu động lực để tập luyện mà thôi bạn tuổi tuất nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất, những gia đình nào có thai phụ thì không nên dịch chuyện đồ đạc hay là sửa chữa đục đẽo nhé. Cái điều này có thể làm ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi nữa Và bạn tuổi Tuất trong ngày này, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Hai cái hướng này sẽ làm cho bạn có được cái vận may về tài lộc cùng giảm cái rủi ro khi xuất hành khi tiến hành những cái công việc trong quá trình à, đi công tác bạn tuổi tuất nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa công việc ổn thỏa tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ giải quyết được nhiều vấn đề tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc có người thấy bạn phiền phức tử vi tuổi canh tuất thuộc kim nên linh hoạt hơn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy than thở nhiều không tốt đoạn về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi hợi, thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020, Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội xuất hiện. Đây là cái điều nhắc nhở bạn tuổi hợi bạn cần phải tập trung vào cái mối quan hệ và xây dựng tình cảm của mình với người thân nhé. Những giây phút vui vẻ đáng nhớ bên họa sẽ mang lại cho bạn tuổi hợi nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống này đoạn thiên ấn xuất hiện cái điều này cho thấy đây là ngày mà bạn tuổi hợi đang có được những cái trải nghiệm về sáng tạo nhất như là bạn đang có ý tưởng về thời trang hội họa chẳng hạn và bạn tuổi hợi bạn đừng có ngại mơ mộng mặc cho ai đó đang chê bai hay là chỉ trích bạn bạn tuổi hợi nhắc trong ngày này đối với bạn tuổi hợi bạn hãy đón nhận những cái cơ hội mới và cảm nhận rõ ràng về những cái điều tốt đẹp đang hiện diện Tuy nhiên, bạn tuổi hợi, bạn nên thận trọng với chính cái cảm xúc của bản thân mình trong ngày hôm nay và trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định quan trọng nào thì bạn cũng cần phải chuẩn bị cho kỹ càng, suy nghĩ cho cặn cặn kẽ bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, thoải mái trao người khác cơ hội. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, học tập được điều tốt đẹp. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, đừng trách mắng ai đó vô cớ tử vi tuổi tân hợi thuộc kim tình cảm tốt đẹp tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy có thông tin khiến cho bạn hiểu nhầm luận về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 6 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.